Bất động sản sẽ bắt đầu chu kỳ phục hồi từ quý 2 năm 2024 với một hình thái mới, chuyên nghiệp, lành mạnh và bền vững hơn. Đây là nhận định của các chuyên gia tại diễn đàn bất động sản lần thứ nhất diễn ra mới đây. Các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào quá trình phục hồi, tuy nhiên mới ở mức là 20-30% so với thời kỳ hoàng kim. Cú hích lớn sẽ bắt đầu từ quý 1 năm 2024 bởi lãi suất đã và đang giảm, độ ngấm của chính sách tại thời điểm đó cũng sẽ tốt hơn, đặc biệt với mức độ tường minh khi 4 luật được Quốc hội thông qua trong kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Năm tới và một vài năm nữa thì cái gọi là độ chín muồi của pháp lý này nó sẽ được lan tỏa đối với thị trường, nhất là các hướng dẫn kịp thời của chính phủ trong quá trình triển khai các luật pháp có liên quan. Hội môi giới bất động sản Việt Nam thống kê, nếu như quý 1 năm nay nguồn cung bất động sản giảm, giao dịch chỉ đạt 1.000, thì đến quý 2 đã có 3.700 giao dịch thành công. Sang quý 3, chỉ riêng trong 2 tháng 7-8 đã có 5.000 giao dịch. Điều này dự báo triển vọng tốt hơn của thời điểm phục hồi thật sự của ngành. Ở cái quý 4 tới, chúng tôi dự báo nó sẽ có nhiều những cái dấu hiệu sẽ tốt hơn. Và có thể là nó chưa được như kỳ vọng, chưa được như mong đợi. Nhưng cho thấy là thị trường đã, người ta đã có cái niềm tin trở lại. Với cái việc mà chúng ta thấy có hơn 400 cái dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khởi công trong cái thời gian từ cuối năm 2022 đến nay, thì rõ ràng là chúng ta hy vọng trong cái thời gian tới cái sản phẩm về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sẽ ngày một nhiều hơn và cái thị trường bất động sản nó sẽ dần ấm lên trong cái thời gian khoảng cuối quý 1 đầu quý 2 của năm 2024. Bộ Xây dựng thì cho rằng cần tháo gỡ về pháp lý vấn đề quỹ đất, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất hay chưa có những ưu đãi trong việc lựa chọn chủ đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội. Nếu tháo gỡ được những rào cản này thì thị trường bất động sản Việt Nam sẽ chính thức phục hồi theo xu hướng hình chữ V từ giữa quý 2 năm 2024.